Em đi về phòng cát đi, em phái thằng kia em đeo không có hoài vậy, em tập trung. Trời anh ơi, mặt mũi xinh như thế làm sao mà không thích được, nhìn nó. Em đưa cho vợ em xem, vợ em cũng chịu nữa kìa. Em tập trung công việc đi, em có ngày em bên phòng cát, em là ban tổ chức, em là giám khảo cách tin này. Bây giờ em hoa điện kia ngoài 2.000 người khác. Thì bây giờ cũng phải cho em ngắm chút xíu để cho cái lỗ tai em nó thư giãn chút xíu, xinh như vậy mà hả? Không, anh đi cũng đẹp trai chứ bộ. Em tên gì? Dạ, tên Kiên. Ủa, phải anh tên gì hả? Không, anh Duy đẹp trai bộ. Kiên, không, em nhìn cầm một cô su không? Dạ, em nhìn ngày đầu em tưởng nó anh Oli Si luôn á. Dễ thương không? Không, thật sự luôn á nha. Em nhìn anh thì em nhớ Oli Si. Dạ hả? Buồn không? Đâu buồn chưa? Oli Si dạng cái tình chị duyên em vậy mà. Anh Duy ngồi có 3 ngày với anh mà ngồi nhắc em không? Thiệt là chán ghê. Nghiêm túc mà chứ đâu phải là đùa giỡn. Thiệt, nhắc em suốt. Cảm ơn anh Duy. Cảm ơn anh Duy. Kiên nói giọng cao xíu em. Cảm ơn anh Duy. Giọng đàn ông á, giọng em sẽ lạ trong năm nay nè. Ừ, ok. Em lạ trong năm nay. Ủa, mặc váy đi làm vậy? Dạ. Mặc váy hay vậy? Có tại quần kia gắt thay này. Làm gì gắt quá vậy? Dạ, em mặc váy mà. Không, hồi sáng gắt em quên luôn á. Đi cát gì mà gắt đá dữ mà ở trong. Không có, em bận nguyên cái quần hồng ở trong luôn á. Em không có hay nữa. Ôi đừng quay về ngại nó là ghê lắm. Khó kỳ lắm. Quay ba vậy. Kiềm chế xíu đi. Kệ anh, về anh không cắt đâu. Làm việc sub thôi, anh gắn mấy cái bíp 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 vô rồi anh bíp 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 vô. Ăn cơm đi. Muốn ăn kiêng hả? Không ăn cơm. Đây quý vị khán giả, đây là nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Mình là Nguyễn Hồng Thuận. Chào các bạn. Nguyễn Hoàng Duy là nhạc sĩ là giám đốc âm nhạc của chương trình Giọng Ái Mai đã anh Duy đẹp trai thiệt luôn á. Chào các bạn. Mình là Nguyễn Hồng Thuận. Nhưng mà là nhưng mà lại đem lòng yêu cô gái bán sầu riêng đây. Anh Duy đẹp trai chứ bộ. Sao hai người khen qua khen lại hoài vậy? Mà khen qua khen lại. Sao hai đứa khen qua khen lại hoài vậy? Tại tại hát nữa em nhé. Nè, Nguyên Vàng bơi biên tập xinh xắn vậy mà không thích, ta thích Nguyên Kiên nè. Đó. Đâu cái gu lạ. Rõ ràng đây là cái gu của Duy rất là lạ. Em biết Duy lâu rồi, gu Duy lạ lắm. Không, tại vì mình làm nghệ thuật mà. Đẹp lạ. Vừa đẹp mà vừa lạ nó còn hay hơn nữa đúng không? Giống như là bạn vừa kết hợp được cái yếu tố giữa nghệ thuật và giải trí thì bạn. Thôi để cho buổi chiều tối để anh cát cho hai đứa đi có phim thì đi ăn. Để em thông báo vợ em tiếng. Vợ em cũng tác hợp mà, vợ em cũng ok, rồi, cũng xem em mặt với Kiên đi ăn đi. Okay. Ở Kiên về sớm đi ăn đi em. Đi có phim đi. Kiên cần phải thay quần nữa không? Thay quần. Đây là buổi cát thứ ba của Giọng Ái Mai. Còn mấy buổi nữa ta? Tới 7 tây phải không mấy đứa? 7 à. Tới 7 tây. Ca từ sáng 9 giờ, giờ là tới 7 giờ tối. Hiện tại là ca thứ 3. Còn bao nhiêu thí sinh đây? Nhưng mà các bạn chưa tới cát. Đây là ekip biên tập của Phương Dừa đây. Sợ cung. Dù đi. Đứng gần anh Duy trung quá hả? Rung á, ngồi đó. Em biết là anh Địa Kiên từ thử thách thứ hai tới giờ không mà nó không có cái chị Oanh đó. Mà nó thấy em là nó thích em. Cái đó là cái duyên á anh Khương. Không, đâu phải cái duyên là cái gung nữa phải không? Khi mình đâu phải muốn đến với nhau mà đến được đâu. Nhiều khán giả bình luận là ông Khương Dừa với lại em Kiên là có cái gì rồi đó. Có tình ý luôn á. Ok, coi như là anh là bức bình phong cho em đi. Mà anh không có ý gì á. Ok chưa? Anh là anh có vợ thật, có con làng hoàng. Còn... Ủa chứ em không có vợ thật á trời. Đây vợ con em đây. Trời anh nói là sao? Ừ. Chứ không giống như em là không biết không được. Nha. Em thì em đọc được mấy bình luận là nói là anh Khương ơi đến với em một đêm đi. Đó. Em nói thật sao? Rất nhiều. Em không, em đại diện cho cộng đồng mạng nói. Ủa, là có người khán giả là muốn đến với anh một đêm luôn nè. Chắc đi nhậu á. Khen anh Khương đẹp trai em. Chắc nói thiệt đi nhậu á. Cái điều đó em nói thiệt, em không có bịa đâu. Chắc rủ đi nhậu á, bữa nay em trả lời đi. Set up nhậu. Set up luôn một lần. Anh là rất là đơn giản, cuộc sống rất là bình thường, không giống như là anh Hoàng Duy. Sao em sẵn sàng. Sao anh tả em giống như em có vẻ nhiều góc khuất quá vậy anh Khương? Hả? Em sẵn sàng bỏ vợ bỏ con để đi theo Lương Trung Kiên. Trung Kiên là trẻ hơn vợ em chứ gì? Hả? Không, vợ em cũng trẻ lắm. Vợ anh em là bạn của Kiên mà. Trẻ chứ bộ. Anh chắc chắn là Lương Trung Kiên nhỏ tuổi hơn vợ em. Anh Duy trẻ chứ bộ. Men. Đẹp. Vợ em men rất là men luôn nha. Rất là men, hữu nữ. Men phụ nữ. Hữu nữ.
Khương Dừa hy vọng là giọng ái ngoài mùa 4 này ngoài sẽ tìm những thí sinh hát hay xuất sắc thì sẽ kết duyên cho bạn Dương Trung Kiên. Ủa Kiên là bên team mình mà đúng không? Biết đâu được. Sẽ còn gặp dài dài. Nói chung thì ngày tháng trôi qua. Mốt đừng nói xin đi cát Thách Thức Thứ Hai đó nha, anh Kiên nó nằm trong team Thách Thức Thứ Hai luôn đó. Để cho xem là lịch trước đó em sẽ nói anh cát thêm để nói chung có thời gian để gặp anh Kiên. Thôi được thì anh gả luôn cho hai mặt ba mẹ Kiên luôn. Xinh xắn như vậy đó mà tên Kiên là biết rồi đúng không? Rất là đáng yêu. Khó lắm chứ bộ. Vậy hôm nay đầu tiên gặp em là anh bị đứng hình á. Do em chào anh á. Không, bữa nay là em gặp nó là nó đẹp xinh xắn nè. Mấy bữa nó... À đúng rồi, không để ý bữa đầu tiên hình như không đẹp bằng như bây giờ. Mấy bữa đầu tiên là bữa bữa em đi diễn Cà Mau về không kịp. Em về tới đây 6 giờ. Bữa kia giờ là nó là... tàn tạ lắm. Tàn tạ có mấy bữa em tàn đi diễn quá. Mấy bữa tàn đi bào quá. Bào trong mấy cái đoàn. Anh Hương đẹp trai quá anh Hương ơi. Thiệt à, công nhận. Không, anh Khương bây giờ là em nói thiệt là anh Khương già hơn ngày xưa lắm á. Già hơn ngày lần đầu tiên em gặp anh á. Già tức là kiểu già dặn hay là anh Khương già đi? Già đó, già là già cõi á. Lần đầu tiên gặp anh Khương trẻ lắm. Vậy hả? Trẻ lắm. Mới có 1 năm thôi đó. Em nói cho bụng ghét nữa, trời đó. Nhưng mà anh Khương hồi đó em gặp là anh Khương... Em ghét lắm. Năm nào? Em ghét lắm. Em hận, em ghét. Hận luôn hả? Không, có duyên làm luôn. Em nói cho bụng, nói hàng quỷ nào. Rồi giờ yêu hả em? Nó quỷ nào hổ hoài yêu. Mà không. Rồi giờ hồi đó anh quay clip nó đâu à. Quay clip nó mà. Hồi đó anh quay clip mà. Anh thấy nó mặc áo cái bà ba màu vàng đó. Màu vàng á, tự nhiên clip nó xong là thích quá trời em không biết. Ủa vậy hả? Dễ thương mà. Có duyên đó em. Thích quá trời. Biết rồi được không? Không bây giờ không? Em nói thiệt nãy giờ khép nép nó chứ giọng em phải gì nè. Đó. Cũng biết chưa. Clip này chắc chịu view quá. Trời chịu view. Không chịu nữa nè. Thì quý vị khán giả, nếu mà quý vị khán giả đi ngoài đường thấy có Hoàng Duy mà có nắm tay Kiên đi ở rạp phim thì đừng có bất ngờ nha. Đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà đôi khi đúng không? Phải có em đến, phải có đôi khi là Duy phải đến trong cái cuộc tình tay ba này thì Kiên mới biết quý trọng tình cảm của Phương dành cho Kiên là phải. Đôi khi người thứ ba nó giống như là một cái thử trong hóa học, nó gọi là mày quý, gọi là biết quý trọng không? Nó mới thử được đúng không? Em biết quý trọng phải không? Ừ, đúng em rồi. Có thường làm chất thử gì không? À, em có thử nhiều lần rồi và sai hết. Thử gì? Ổn lắm hả? Thử gì kệ anh hỏi chi vậy? Nhiều chuyện nhưng mà chắc chắn trong cái cuộc tình tay ba là anh thấy là ok rồi, chất thử như anh là ok, biết đâu được đúng không? À là để Kiên với anh Khương dễ dàng hơn. Không phải là đến với anh Khương dễ dàng hơn mà có một người thứ ba xuất hiện thì hai người sẽ cảm thấy biết quý trọng tình cảm như thế. Ủa sao mình đi nói chuyện nhạt quá, thí sinh bỏ đi luôn người kìa. Không có nhạt, hoàn toàn không nhạt. Để này vô nhưng mà nhạt. Bỏ về luôn không đi cát nữa. Chuyển cái phòng này cát em thấy nó ok hơn nè. Phòng này phòng chờ. Sáng chi thức cũng công minh. Ủa anh Duy hôm nay cách vui không? Vui. Tìm được chưa? Tìm được ai? Hôm nay tìm được nhiều người nhân tốt đặc biệt lắm. Em tìm được em đó. Kiên hát một bài cho anh Duy cát luôn hay gì? Trời hát bài gì anh? Hát cho đoạn cho anh Duy cát luôn nè, anh Duy chọn bài luôn nè. Không em thấy có nhạc em máu không à? Em máu điên á, cái máu điên của em á. Anh Duy thấy cái máu điên em rồi mà. Hồi sáng hát cảnh nghe rồi bộ. Hồi sáng nghe. Hát lại anh cát luôn nè. Để anh chọn bài luôn nè. Hát bài gì anh? Anh Duy chọn bài gì mà em yêu thích á? Bài gì mà phô cái chất giọng của em á? Anh nhà ở đâu đây? Anh nhà ở đâu? Thôi thì thường thì hát hát em mượn rượu tò tình ở đấy thì thằng kia ra đường làm đại ca về nhà sung sướng làm đại ca quen em tiền bạc xài xe ga nhưng chia tay lên tới nhà đồ quà em không như thế còn gì đó anh không đồ quà si rõ ràng luôn hát nhà có lì si không á anh là si rồi đây để chụp hình anh gửi qua cho anh lì si mùa này không em phải quay anh đó em gửi qua và mùa này chắc là em nên mời anh lì si tham gia một tập nha thì chắc là thì vì em cũng mến Kiên mà chắc vì Kiên thì em cũng sẽ mời anh lì si làm khách mời đúng rồi. Nhưng mà ở phía sau cánh gà em đừng có buồn nha, đừng có khóc đâu, nếu mà khóc thì em sẽ tựa vào bờ vai của anh Khương, em bên cùng khóc với nhau. Tập này thì anh Lee Sin sẽ là ca khỉ mời, còn Kiên sẽ là thí sinh. Và anh nghĩ là nếu mà chọn lựa mà hai bên mà ban bình luận chọn hên á mà chọn cho Kiên với anh Lee Sin hát chung cái trời ơi chắc chết luôn á anh ơi. Vậy tên tên đó là ủa quên anh Thơ ngồi trong phòng điều khiển là ngồi khóc thúc trời 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 chặt tép vô chặt tép của nó đau anh Thái
em nói thiệt với anh á, coi giọng mãi giọng ai mà mùa gọi là em thích là chạm khẽ của nỗi đau á, chạm đáy của nỗi đau, chạm đáy của nỗi đau như à, chạm cái chạm đáy, chạm đáy, chạm đáy, 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 đáy là đáy của nỗi đau. Baby Kachima, baby you me Kachima, hút hơn gần như mất nhớ ngày buồn. Em lỡ nổi nè. Không, như anh Tú á, như cái chị gì tóc tém á. Hát với anh Tú hả? Ờ. Hát em mà em ướt quần luôn. Cảm thấy em sướng á. Hay thiệt, thật sự luôn á. Đó là bị hay thiệt. Đâu, đâu biết đâu. Đâu, đâu này anh sẽ nâng tiếng lên lớn rồi. Không mà kỳ này giống ai không ai vui mà đúng không anh? Có thí sinh vui mà đúng không? Chưa biết. Có em là vui à? Có em, phải có em. Để rồi coi. Để rồi coi. Có Kiên là vui à? Vậy anh Khương làm khách mời anh. Đâu gì đâu. Bước mà. Có không? Thôi anh Duy đi, anh Duy. Hả? Anh Duy anh chơi. Thì anh vẫn ở đó mà có ngày nào anh không đến thôi. Nhưng mà anh vô là ngồi luôn. Ôi, tự nhiên anh làm rồi anh vô anh ngồi anh biết hết rồi anh ngồi anh chí. Dạ ngồi ngồi luôn. Anh giả bộ anh diễn. Thôi không được. Anh là một người sống, Ủa có ai bảnh không Trinh? Trinh, có ai bảnh không em? Dạ không. Một. Qua lấy cặp anh thôi. Em mang ba lô anh thôi. Ba lô anh. Rồi bây giờ ekip của Phương vừa vừa ăn tối để chuẩn bị ghi hình nha. Còn nói chung là Phương vừa với mấy bạn biên tập sẽ ăn cơm hộp. Còn Kiên với lại Duy thì nghe nói đi ăn. Gần đây có cái nhà hàng á. Đi ăn gì đâu rồi đi có phim cái gì đó. Rồi như là sáng ghé làm luôn. Đi chơi tới sáng tối ghé làm luôn. Rồi chúc hai người vui vẻ hạnh phúc nha. Anh là anh Phương ghép hay lắm nha. Anh là nói chung là có số ghép cặp rất là hay luôn á. Em nói thiệt á, anh tin không? Để xem. Không, anh có tin không? Lúc đó em thi Thách Thức Danh Hài em không có nhà ở luôn á. Anh ghép cái anh kia là em xin anh kia vô ở chung luôn. Đó. Hay vậy? Vậy là anh Phương ghép phòng chứ. Thiệt lúc đó, ông ơi, lúc đó. Xưa anh từng làm khách sạn mà, anh biết ghép phòng. Vậy là anh Phương ở lại ghép lúc phòng. Lúc đó em không có nhà ở thiệt luôn. Vậy là anh Phương ngày xưa là có kinh nghiệm làm bên tour khách sạn với lại du lịch đúng không? Anh ghép phòng được lắm. Đó, ok. Ghép phòng xong rồi ghép giường này kia luôn, ok, có năng khiếu. Rồi, ghép đôi luôn, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Nói chung là ở trong mấy ngày cách tin ở Thách Thức ở Dòng Ảo Mai thì không có quay được gì hết. Chỉ chia sẻ mọi người những cái nội dung hay vui vui một xíu. Có người thì thấy vui, có người thì thấy không vui. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Không thấy cảm thấy gì hết luôn. Bye.